Ok, hello mọi người, mình là Ba Ca đây. Thì hôm qua công ty có phát bộ phim ngắn ngày 10 tháng 8 thì có ra mắt Liên Quân á, nhưng mà trong ảnh đại gia đình thì không có mình, thì do là mình về quê mọi người. Đây là quê mình nha, đây xung quanh nhà mình thì nó đơn giản mọi người, tôi quê mà. Đây quê, đấy quê. Đây rồi xe của mình nha mọi người, xe mình mới là sửa lại nha. Thằng khốn nạn kìa ơi, chết cha bây giờ. Thằng đó là thằng khốn nạn bạn mình nha mọi người, một kẻ trâu, thằng mất dạy, thằng khốn nạn. Đây xe mình mới sửa lại nha mọi người, sửa lại chạy về quê á, thì chắc mình sửa xong mình để về luôn nha mọi người, không có sửa nữa. Mình sẽ hôm nay mình sẽ làm, sẽ quay review nhà mình nha, nhà mình có những gì nha. Đây cũng là bộ tem đôi mon điện thoại nha mọi người, vẫn là bộ tem đôi mon điện thoại. Đây đây nè, đây hơi dơ nha mọi người, mình chạy hồi sáng chở mẹ đi chợ á nên là nó hơi dơ một tí. Đây tem đôi mon điện thoại, còn bên kia là chiếc xe để mà ở nhà mình đi ruộng nha mọi người. Ok, bây giờ mình để mình vô nhà nha, cho mọi người xem lại quê mình hôm lần nè. Đây là cái cầu mới làm mọi người, cầu mới làm nhà mình, bắc qua sông, sau thì mình có cái sông á. Đây tôi sơ một mạc thôi à, giờ mình sẽ đi vô nhà mọi người. Đi nhà, mình về nhà không có giờ mình nên đâu, mình về nhà mình không có giờ mình nên đâu. Bạn gì ơi, bạn gì ơi, đây bạn này không chịu ra mạng mọi người, để mình quay mặt lại cho mọi người coi nha. Đây mọi người đón ra người này like không, đón cái này like không, che mặt kìa mọi người. Đây đây là Vi nha mọi người, Vi đang nằm nhau cháu mình nha, nhà mình hơi đơn sơ tí nha mọi người. Đây 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 là bàn thờ cha mình nha mọi người, tủ đây nó nguy hiểm thì cũng không, nhà cũng không có gì, nhà không có lạnh mọi người, chỉ có quạt gió thôi nè. Ó đây, đây là mẹ mình nha, đây là mẹ mình nha mọi người. À rồi ăn xong chưa mẹ, ăn bánh tét chiên nè. Ô trời ơi, cái ăn con cuốn gửi à cho ngon. Giờ nó ra bánh cuốn đi, sẽ vô phòng cho mọi người coi phòng mình nha. Phòng mình chỉ có vậy thôi, lâu quá không về nhà nên là về phòng làm đỡ cho mọi người, làm lót cái nệm xuống ngủ thôi mọi người. Nhà có một game thủ chỉ được thế thôi mọi người. Đây phòng mình nè mọi người, đây là phòng mình nha, mình mập mọi người. Đây là ở sau nhà mình nên mẹ mình làm đồ ăn ha, bếp ha. Đây nè, đây bếp, đây là bếp nha mọi người, nhà tôn một nát thôi mọi người. Ok thì mình sẽ ra tới sau nhà nha. Đây đây là toilet tắm nha, ở đây hai toilet nha. Lô người lô. Ok thì đây là sông, sông này mình thì cũng như mình nói lúc đầu video thì đây là sông, nhưng mà nhà mình có cái sông á, đây nè đó, cái cầu là cái cầu bắc qua sông mới làm cho mọi người. Đây nha mọi người, thấy mình giỏi không, thấy giỏi không nè, đồ mình giặt nè, thấy không, đồ của cháu mình nè, đồ của Vi nè, đồ của mình nè. Trời ghê chưa, ghê 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 chưa, ghê chưa. Đơn sơ đó mọi người, thì nhà có một game thủ đơn sơ ở đây nữa ha. Mặt của mình hôm qua chạy xe về, về hôm qua mà đi ban ngày á, trời nắng mọi người, đeo khẩu trang và nó có quặng đỏ vậy nè mọi người, thấy không nè, mặt mình mụn, mặt mình dị ứng á, thì đang điều trị nha, bớt bớt rồi mình bớt mọi người. Còn mắt mình hôm qua chạy xe nó gì nè mọi người, thấy không, nó có quặng giống như gấu trúc luôn nè, dưới trắng trên đanh nữa không người, tại chạy xe, chạy xe nắng á. Thì chắc một chút mình đi trà sữa nha, mình sẽ review quán trà sữa dưới quê mình cho mọi người xem nha. Người cái quán trà sữa giúp mình mập cái này nè, nọng nè. Ăn trước, ăn cái rồi đi uống trà sữa cho mọi người. Thơm thơm đó,
Cơm trắng nó không ăn đâu. Đâu. Cho nó không á. Để mình quay tâm người xem nha. Xin miếng rồi. Xin miếng rồi. Xin cuốn cho anh gì? Để anh vốn ăn. Ăn miếng cuốn rồi. Nghe đập nó bán muốn. Nó ăn nữa thôi, ăn chưa cho nhúc. Ừ. Rồi ăn xong đi, rửa mọi người, rửa mọi người tiếp nha. Giờ đi trà sữa nha. Trà sữa. Ê, sữa không? Đi chứ mày. Mày đi sữa không? Hồi nãy mặt đồ đá banh nó ngại ra đường mọi người. Mà ở quê mà cũng ngại ra đường nữa. Hôm nay đi trà sữa nha mọi người. Mình còn hai đứa em nữa, chắc đi đón hai đứa em nha mọi người. Mình tới hai nhà nha, nhà hai đứa em mình là nghe mọi người. Không cho em. Không cho Thảo. Chân hơi bị già nha mọi người. Trời ơi coi nè. Em gái mình nha, ai để ý nói thì liên hệ mình nha, comment ở dưới nha. Mình trong Facebook, mình có Facebook mà. Không chưa? Chỗ đi đâu? Không chưa? Nhìn gì? Nhìn gì? Chân chân dài không mọi người? Kêu mình tắt vô mọi người. Ai lấy info này thì comment dưới em gửi Facebook cho. Đã hai đứa kia lại rồi mấy anh em đi uống trà sữa nha. Như đi 6 người á, hai bạn mình nữa. Tí mình giới thiệu hai đứa em gái cho mọi người. Tí mình giới thiệu hai đứa em gái cho mọi người nha. À con chó mày. Bố mày bắt đầu tình yêu mày rồi đấy. Làm gì lâu rồi á? Làm gì lâu rồi? Trời ơi, che nắng nữa hả? Ở tháp mobile hả Trinh? Được quá vậy. Thôi đây. Đi. Đi cho mọi người, mình đi quán trà sữa nha mọi người. Ok, giờ tới quán trà sữa nha mọi người. Con heo ơi. What the hell? Quán trà sữa mình đi tổng cộng mấy người? Một người. Đây, hai người. Ba người, bốn người, năm người, sáu người. Những bạn trai nào xin info hai đứa này thì comment của mình cho info. Ok. Còn những bạn gái nào xin info hai này thì khỏi mình không có cho. Mình nè. Bạn thì đi ô khác chơi. Nha. Còn info hai đứa này thì liên hệ mình nha. Ê, mày dạy. Mày nói cái gì mày dạy? Chạy trâu. Được em. Ê, mày dạy. Để tóc cái gì mày dạy? Nhớ. Xin xin thôi. Ra đẹp luôn. Về còn chơi style 2 lấy 10 mọi người. Muốn gì? Chưa đào. Sao chưa chua đào là sao? Sữa chua đào. Sữa chua đào. Sữa chua thì sữa chua bỏ đào vô sữa chua đào. Trời ơi. Thảo cao mấy Thảo? 7 mấy? Oh my god. Wow. Thì mấy 68 mày cao nguyên gốc mà mày mét 7. Nó cao đâu. Mấy mấy? Tao mét tên mét 72. Mét 72 hả? Để coi xuống dưới coi, mày chắc độ mới được 200 mét hả? What the hell? Trên mét nhiêu hả? Mấy? Dưới 18. Dưới 18 nói chuyện. Nói chuyện hỏi mét. Dưới 18. Dưới mét 58 đúng không? À, tự nhiên nói câu dưới mét 8 như thế sai. Chị em ruột mà đứa mét 7, đứa mét 5, 8 làm sao. Mình hỏi nè. Mình hỏi tao buồn lắm nha. Để cái mét 8 con Trình làm được. Còn con heo này. Con heo. Con heo. Con heo này thì người ta quá thân thiết, quá biết ở trên đây rồi. Che gì mà che. Chưa có ai hỏi đâu. Phải nhìn tôi mới nói. Có ai hỏi đâu. Trời ơi chưa đánh đất rồi. Ok, mình đã về tới nhà nha mọi người. Thì vlog của mình đến đây chắc là kết thúc nha. Thì mình sẽ sớm ra video mới nhất cho mọi người xem nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái vlog này của mình nha.
cam rồi, nhìn giống như mọi người cái. Ok, bye bye mọi người nha. Bye.